Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Tổng thống Ukraine xuống nước đàm phán với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc khôi phục hiện trạng như năm 2022 là đủ để khởi động cuộc đàm phán với Nga. Cụ thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ ra rằng việc khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine như những tuyên bố trước đây của phía Ukraine không còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của riêng mình. Ông Zelensky đã cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Nga vào năm 2022 sau khi Nga đơn phương tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga tại 4 khu vực thuộc Ukraine mà Nga chiếm quyền kiểm soát. Kể từ đó, ông Zelensky đã vận động được sự ủng hộ của phương Tây đối với công thức hòa bình 10 điểm. Trong đó, có việc Nga rút toàn bộ quân đội và khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, cũng như buộc Moscow phải trả tiền bồi thường cùng các điều kiện khác. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS tuần này, ông Zelensky cho rằng không cần thiết phải tái chiếm lãnh thổ bằng biện pháp quân sự, đồng thời cho biết các lực lượng Ukraine tối thiểu nên khôi phục nguyên trạng như năm 2022. Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh họ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa và chỉ trích việc thiếu đột phá ngoại giao là do chính quyền Ukraine, những người mà Moscow cho là từ chối chấp nhận thực tế trên thực địa. Cuộc đàm phán gần nhất giữa Moscow và Kiev được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022, nhưng đã sụp đổ khi mỗi bên cáo buộc nhau đưa ra yêu cầu phi thực tế. Ông Putin cho biết phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Moscow, nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc phương Tây có thể gửi quân tới Ukraine dường như nhằm nâng cao uy tín trong nước vốn đang giảm sút của ông Macron. Theo ông Lavrov, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các lãnh đạo trong liên minh quân sự này đã nhắc nhở ông Macron rằng mọi quyết định trong khối đều được đưa ra trên cơ sở tập thể. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết việc triển khai quân đội của NATO ở Ukraine sẽ không làm thay đổi được cục diện, đồng thời cảnh báo hậu quả của động thái này là bi thảm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nhà Trắng hối thúc ông ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, theo báo Washington Post ngày 29 tháng 3. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các cuộc tấn công như trên sẽ được duy trì trừ khi Mỹ cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí tốt hơn. Phản ứng của Mỹ là không tích cực về vấn đề này. Chúng tôi sử dụng máy bay không người lái UAV của mình. Không ai có quyền nói chúng tôi không được phép, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Đồng thời khẳng định, Washington không có quyền dừng các cuộc tấn công như trên, kể cả các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga. Theo đài RT, Mỹ từ lâu tuyên bố họ có quyền phủ quyết về việc vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine sẽ được sử dụng như thế nào. Ukraine đầu tháng này tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một số cơ sở lọc dầu của Nga, tuyên bố rằng đây là một đòn đánh mang tính biểu tượng để đưa xung đột Nga-Ukraine đến gần Moscow hơn, cũng như để làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga ở tiền tuyến. Trong buổi phỏng vấn với Washington Post, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS để Ukraine có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. ATACMS-300S là câu trả lời, Tổng thống Zelensky khẳng định, ám chỉ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACM có tầm bắn lên đến 300 km. Nếu Quốc hội Mỹ không phê duyệt viện trợ bổ sung, theo Tổng thống Zelensky, lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui và từ bỏ kế hoạch triển khai một chiến dịch phản công khác. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua vẫn diễn biến hết sức phức tạp khi quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công hai tàu đổ bộ lớn của Nga khi nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea. Theo đó, Ukraine tuyên bố đã đánh trúng các tàu đổ bộ lớn Azov và Yaman, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea. Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea nói rằng Ukraine đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, phòng không Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa trên cảng Sevastopol, Crimea. Thống đốc Sevastopol Mikhail Ravozayev xác nhận trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm cả tàu chở khách, đã bị hư hại một phần. Một mảnh đạn được cho là đánh trúng một ngôi nhà. Ông Ravozayev nói, trong số 6 chiếc tàu thì 5 chiếc bị vỡ cửa sổ. Chúng sẽ được thay thế và quay trở lại hoạt động bình thường. Thống đốc này cho biết thêm, 3 chiếc xe buýt chở khách, 13 xe buýt trường học và một xe buýt điện nằm trong số các phương tiện bị hư hại sau cuộc tấn công ban đêm của Ukraine. Ông Ravozayev trước đó cho hay, một quả đạn đã đánh trúng một tòa nhà văn phòng
trong khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một khu dân cư 5 tầng. Nhà chức trách đang tiếp tục đánh giá thiệt hại. Sevastopol là nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu vào Crimea, cố gắng tấn công các tài sản hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và thiết bị không người lái dưới nước. Vào tối ngày 23 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga MOZ báo cáo 19 tên lửa đã bị đánh chặn ở vùng Belgorod, giáp biên giới phía đông Ukraine. Theo MOZ, tên lửa được phóng từ hệ thống RM-70 Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất. Trước đó, ngày 23 tháng 3, ông Mikhail Radvozayev, người được Nga bổ nhiệm làm thống đốc thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, cho biết Ukraine đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố này. Thành phố Sevastopol có căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga. Theo ông Radvozayev, lực lượng phòng thủ mặt đất đã bắn hạ hơn 10 tên lửa. Ông Radvozayev mô tả cuộc tấn công là vụ tập kích lớn nhất trong thời gian gần đây của Ukraine nhằm vào Crimea. Trước đó, ông Radvozayev viết trên kênh Telegram rằng một tên lửa nhắm trúng một tòa nhà văn phòng, trong khi mảnh vỡ của một tên lửa khác rơi xuống một tòa nhà chung cư 5 tầng. Các video chưa được xác minh đăng lên Telegram cho thấy những tia sáng rực rỡ trên bầu trời và một số vụ nổ lớn trên mặt đất. Một số thông tin chưa được xác nhận cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh trong cuộc tập kích. Báo The Sun đưa tin vụ tấn công nhắm vào sân bay quân sự Benbek của không quân Nga ở Crimea. Trong khi đó, một kênh Telegram chia sẻ rằng các tên lửa nhắm vào trung tâm liên lạc chính của hạm đội Biển Đen của Nga. Theo đài RT, Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea, cố gắng tấn công các tài sản hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và máy bay không người lái trên biển. Vào tối muộn ngày 23 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 19 tên lửa đã bị đánh chặn ở vùng Belgorod, giáp biên giới phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga MOZ cho biết các tên lửa được phóng từ hệ thống RM-70 Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất. Một ngày trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine, làm ảnh hưởng đến khả năng sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chỉ trong tuần qua, quân đội nước này đã thực hiện 49 cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả bằng tên lửa siêu thanh Kinchan vào các mục tiêu của Ukraine, bao gồm trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở công nghiệp, kho chứa máy bay và xuồng không người lái, căn cứ hậu cần, cũng như các khu vực triển khai lực lượng Ukraine và lính đánh thuê. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vùng đệm phải được thiết lập vào một thời điểm nào đó để bảo vệ khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công. Ông Putin nói như thế sau khi các đơn vị thân Kiev, gồm các tình nguyện viên Nga, liên tục pháo kích vào các khu vực Belgorod và Kursk, cũng như cố gắng tấn công trên bộ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.